Ngọc Anh xin chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình giải trí tổng hợp trên iBiz. Và sau đây là loạt tin nổi bật, các bạn đừng bỏ lỡ nha. Thanh Thảo nói gì trước nghi vấn ly hôn ông xã Việt Kiều? Mới đây, một bài đăng trên trang cá nhân của Thanh Thảo đã gây xôn xao dư luận. Dòng trạng thái có tựa đề DN khiến nhiều người nghi ngờ nữ ca sĩ đã ly hôn chồng Việt Kiều sau 4 năm chung sống. Cụ thể, giọng ca búp bê con trai viết: cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hai mẹ con mình sẽ bước sang một trang mới, cho dù có khó khăn hơn một chút nhưng vẫn vui. Vì ngoài kia bầu trời vẫn màu xanh đầy hy vọng. Mình ôm nhau thật chặt và vượt qua một cách thật mạnh mẽ nhé. Bài đăng đính kèm hình ảnh của cô và con gái. Nhiều người hâm mộ tỏ ra hoang mang vì thời gian qua Thanh Thảo thường xuyên cập nhật lại những hình ảnh bên chồng con, nhưng đột nhiên lại đề cập đến chuyện kết thúc. Tuy nhiên, bài đăng này đã được gỡ xuống. Thay vào đó, nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái mới với nội dung cảm ơn truyền thông đã quan tâm, nhưng cần kiểm chứng thông tin từ cô thay vì vội vã dập tiếp. Sự phản hồi tuy chưa rõ ràng cho nghi vấn trên, nhưng cũng phần nào khiến người hâm mộ yên tâm cho rằng vợ chồng nữ ca sĩ vẫn ổn. Sự việc vẫn đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Phát ngôn của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân gây tranh cãi phải 3 lần chỉnh sửa đến cả xóa bài. Giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mới đây đã có bài đăng gây chú ý trên fanpage. Nữ nghệ sĩ đã mượn lời thơ của chồng để bày tỏ nỗi lòng trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. Bài đăng ngay sau đó đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những khán giả bày tỏ sự chia sẻ, số khác lại tỏ ra phẫn nộ. Nguyên nhân xuất phát từ câu thơ "Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn". Cư dân mạng cho rằng đại dịch không phải do trời Phật giáng xuống. Nhiều người cũng khuyên nữ diễn viên nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này. Trước phản ứng trái chiều, Hồng Vân đã sửa nội dung bài đăng đến 3 lần. Tuy nhiên, đến nay nội dung này cũng đã không còn trên fanpage. Trên Facebook cá nhân, bài đăng của nữ nghệ sĩ vẫn được giữ lại, nhưng câu thơ "Trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn" đã được nữ nghệ sĩ đổi thành "Trời Phật hỡi xin người đừng giận nữa". Hiện sự việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Netizen lại khui video làm từ thiện của Thủy Tiên làm gây tranh cãi. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip của ca sĩ Thủy Tiên được quay hồi năm 2019. Điều khiến khán giả tranh cãi không ngừng chính là cách thả chim phóng sinh của nữ ca sĩ. Theo đó, Thủy Tiên kể lại, Tiên đang trên đường đi ăn sáng thì thấy người ta đang mua cò ma và cò lửa để ăn thịt. Tiên thấy tội nghiệp nên mua thả, nhưng mà Tiên không dám thả ngoài đường vì sợ nó không có gì để ăn và có thể bị bắt lại. Trong đoạn clip, bà xã Công Vinh mua 12 con chim và yêu cầu người bán thả tại chỗ và 55 con cò lửa sẽ mang đi chỗ khác phóng sinh. Tuy nhiên, điều khiến dân tình tranh cãi chính là Thủy Tiên nhờ người bán treo ngược 55 con cò lửa lên gương chiếu hậu ô tô vì để trong xe nó hôi lắm. Ngay lập tức, nhiều người đã vào chỉ trích nữ ca sĩ rằng đã phóng sanh thì phóng sanh tại chỗ luôn đi, còn treo ngược mang tận về quê, đây là ngược đãi động vật chứ phóng sinh gì. Trước đó, mẹ Thủy Tiên cũng gây tranh cãi việc thả động vật để phóng sinh khi khắc tên các thành viên trong gia đình lên mai rùa. Cư dân mạng cho rằng hành động này sẽ khiến rùa bị đau đớn. Bạn nghĩ sao về những hành động này của Thủy Tiên? Liệu nó có đáng để bị lên án hay không? Công Vinh đáp trả khi Thủy Tiên bị bắt công khai tiền từ thiện. Những ngày vừa qua, nhiều nghệ sĩ Vbiz đã tiếp xúc trong công cuộc chống dịch Covid-19 của cả nước, trong đó có vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên. Tuy nhiên, một anti-fan không hiểu rõ sự tình đã để lại bình luận đề nghị vợ chồng nam ca sĩ công khai rõ số tiền kêu gọi từ thiện, nếu không sẽ nghèo nàn muôn kiếp về sau. Thấy vợ làm điều tốt nhưng bị mỉa mai, Công Vinh chẳng kiêng nể ai mà vào đáp trả lại luôn: "Dạ, để em sẽ công khai số tiền minh bạch với vợ em ạ, vì đây là tiền túi của nhà em mà chị." Được biết, lần này vợ chồng Công Vinh đã tự chi tiền để mua rau củ, gạo làm từ thiện mà không lên tiếng kêu gọi Mạnh Thường Quân hay khán giả. Trước đó, dù liên tục vướng ồn ào nhưng Thủy Tiên vẫn có hành động đẹp trong mùa dịch và nhận được lời khen từ khán giả vì sự minh bạch cũng như tấm lòng nhân ái của mình. Bạn nghĩ sao về bình luận kém duyên ở trên dành cho vợ chồng của nữ ca sĩ? Hãy chia sẻ cho Biz cùng biết với nha! Netizen gọi tên Hoài Lâm vào bài đăng, Cindy Lưu Sùi Long đáp trả. Trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, Cindy Lưu lại liên tục gặp sóng gió từ khi hẹn hò Đạt Duy hậu ly hôn Hoài Lâm. Chẳng chịu nhún nhường bất kỳ ai, vợ cũ Hoài Lâm sẵn sàng xù lông đáp trả hết những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến cô. Tối ngày 21 tháng 7, Cindy Lưu khoe bức ảnh do chính tay con gái cưng chụp với dòng trạng thái vô cùng thích thú. Tuy nhiên, phía dưới bình luận, một anti-fan bất ngờ cà khịa rằng Hoài Lâm đã xem. Theo đó, Cindy Lưu đáp lại một tràng: "Mình không ngại việc nhắc đến tên Lâm đâu, vì như nào mình với Lâm vẫn là những người thân. Mình chỉ thấy buồn cười các thành phần vô duy như bạn ý. Bình luận một điều chả có nghĩa gì cũng bình luận được, hay thiệt." Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ mối quan hệ hiện tại với chồng cũ sau khi xác nhận đang yêu đương Đạt Duy. Hiện tại, gần như cả Cindy Lưu, Hoài Lâm và Đạt Duy cũng hạn chế đề cập đến mối quan hệ nhạy cảm này. Min đáp trả cực gắt khi bị netizen soi chi tiết lậu hàng. Mới đây trên trang cá nhân Instagram, Min đã đăng tải bài viết đáp trả bình luận của một cư dân mạng. Người này cho rằng nữ ca sĩ đã lộ hàng trong MV Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, thậm chí còn chỉ rõ chi tiết một cách bất lịch sự. Đáp trả lại, Min cho rằng ca sĩ hay dancer nữ đều mặc quần áo bảo hộ và đó là phép lịch sự khi đi diễn.
Đây không phải là lần đầu đọc những bình luận như vậy, nên cô nàng không cảm thấy làm lạ. Tuy nhiên có thể vì quá bức xúc nên nữ ca sĩ đã quyết định lên tiếng. Ngoài ra, giọng ca yêu cũng đã nhấn mạnh, là con gái chúng tôi không bàn tán về chuyện nội y của cánh mày râu, như một lời nhắc nhở rằng đàn ông cũng không nên quá quan tâm đến vấn đề nhạy cảm của phụ nữ. Trong MV Trên tình bạn dưới tình yêu, Min đã hóa thân thành nhiều phiên bản đại diện cho một cô gái hiện đại. Trong đó, nữ ca sĩ hóa trang thành học sinh, bộ cánh được câu chân diện cũng có phần trẻ trung với áo sơ mi và váy trên gối. Và một cư dân mạng kém duyên đã soi chi tiết lộ hàng trong cảnh quay này. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhập viện khẩn vì té ngã, đại diện bác bỏ tin đồn độc quỵ. Tối qua ngày 21 tháng 7, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhập viện khẩn cấp. Được biết, nguyên nhân là vì nam nghệ sĩ trượt chân ngã tại nhà riêng và được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Sau đó, nhiều tin đồn cho rằng nghệ sĩ nhân dân Công Lý bị đột quỵ vì rượu bia đã khiến đại diện nam danh hài phải lên tiếng. Cụ thể, người này cho biết, anh Lý đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội, nhưng gia đình không thể tiết lộ tên bệnh viện vì sợ mọi người đến thăm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Hiện sức khỏe của anh cũng ổn định hơn. Đồng thời, phía cô đậu trong gặp nhau cuối năm cũng khẳng định nghệ sĩ Công Lý không nhập viện vì độc quỵ hay do thường liên quan đến việc uống rượu bia như những tin đồn trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều sau việc như ca sĩ Minh Quân và khán giả cũng liên tục gửi lời hỏi thăm và hy vọng sức khỏe của danh hài Công Lý sớm bình phục. Gần đây, nghệ sĩ nhân dân Công Lý tiếp tục gây sốt và để lại nhiều ấn tượng với vai người bố tận tụy, hy sinh tính mạng vì con gái trong bộ phim Hương vị tình thân. Cầu chúc cho tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ mau chóng hồi phục. Dàn sau việc chúc mừng Vân Trang mang thai lần hai. Năm 2016, Vân Trang lên xe hoa với ông xã là một doanh nhân Việt Kiều tên Lê Quân. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi rất viên mãn. Sau khi con gái đầu lòng là bé Queenie được 5 tuổi, gia đình Vân Trang chuẩn bị đón chào thêm thành viên mới. Tối ngày 20 tháng 7, nữ diễn viên đã khoe bức ảnh vòng 2, nay đã nhô lớn thấy rõ và vỡ òa thông báo bức ảnh đẹp nhất năm của mẹ. Ái nữ Queenie hôn em bé trong bụng mẹ cực đáng yêu. Ngay lập tức dàn sau việc như là Lê Phương, Huỳnh Đông đồng loạt gửi lời chúc mừng gia đình nhỏ của Vân Trang và ông xã Đại Gia. Trước đó, vợ chồng Vân Trang tổ chức đám cưới chỉ sau một năm hẹn hò. Thời điểm có con đầu lòng, Vân Trang đã phải tạm gác lại công việc nghệ thuật suốt 4 năm để chăm con gái và vun vén gia đình nhỏ. Xin được gửi lời chúc mừng đến Vân Trang và gia đình nhỏ của mình sắp có thêm thành viên nha. Rocker Trung Thành Sago qua đời vì Covid-19 khi đang cách ly tại bệnh viện. Mới đây, rocker Trung Thành Sago đã qua đời ở tuổi 65 vào ngày 18 tháng 7. Theo chia sẻ của người thân, nghệ sĩ Trung Thành nhập viện vào ngày 6 tháng 7 và qua đời trong lúc đang điều trị Covid-19 tại một bệnh viện dã chiến ở quận Thủ Đức. Thông tin được gia đình cố nghệ sĩ chia sẻ trên Facebook cá nhân của ông. Ngoài ra được biết, cả gia đình ông gồm hai vợ chồng và một người con đều phát hiện dương tính với Covid-19 vào ngày 6 tháng 7. Vợ cố nghệ sĩ cho biết, từ ngày anh Thành vào bệnh viện điều trị, chúng tôi không được gặp, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Anh có bệnh nền nên sức khỏe suy sụp. Sau khi anh qua đời, gia đình đã gửi tro cốt vào nhà thờ. Trên trang cá nhân của Trung Thành Sago, bạn bè cũng như các đồng nghiệp bày tỏ niềm tiếc thương. Nhiều người bất ngờ khi nghe tin dữ về ông. Rocker Trung Thành Sago, tên thật là Nguyễn Thái Thành, sinh năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông bắt đầu chơi rock từ năm 1972. Trung Thành được biết đến là tay chơi guitar của ban nhạc Sago Metal nổi tiếng từ Nam ra Bắc một thời vào đầu những năm 1990. Tròn 8 năm ngày mất, fan tràn vào MV của Quang Bi Tuấn Anh để lại bình luận xúc động. Hàng năm cứ vào ngày 21 tháng 7, nhiều fan lại cùng nhau tưởng nhớ về Quang Bi Tuấn Anh, chàng ca sĩ được đông đảo các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X yêu mến. Lúc sinh thời, Quang Bi Tuấn Anh có rất nhiều bản hit ấn tượng, một trong số đó phải kể đến hit Đôi Mắt. Nhân dịp này, netizen đã tràn vào MV này để cùng ôn lại kỷ niệm. Họ đã để lại bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ và tiếc nuối vì một tài năng phải ra đi quá trẻ như Quang Bi Tuấn Anh. Cũng trong dịp này, do thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 để phòng chống dịch, nên Quỳnh My, em gái ruột của Quang Bi Tuấn Anh không thể về nhà để thắp hương cho anh trai. Cô đau lòng chia sẻ trên trang cá nhân, dỗ hai người thương cách có 5 phút đi xe, vẫn không được về nhà, kèm theo bức ảnh cũ của gia đình. Dòng trạng thái của Quỳnh My đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả và bạn bè đã để lại bình luận thương tiếc cho Quang Bi Tuấn Anh, đồng thời gửi lời động viên đến em gái anh. Có thể thấy, dù đã ra đi nhưng hình ảnh và những ca khúc của Quang Bi Tuấn Anh vẫn sống mãi trong lòng công chúng. Chương trình đến đây là kết thúc rồi. Ngọc Mai và ekip iBiz xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau nha.